Mình chào quý cô chú anh chị em trên kênh ha. Tiếp tục quay trở lại nhà vườn của em My nha. Sẽ có một số hoa giấy ghép nhiều màu lửa siêu bông của anh chị em. Muốn giao lưu tới quý cô chú anh chị em trên kênh nha. Rồi anh chào My. Dạ em chào anh Thái. Mến chào quý chú anh chị đang theo dõi kênh Thái như đang xem clip của em ha. Thì trước hết em xin chân thành cảm ơn quý chú anh chị đem hỏi clip vừa rồi ha. Địa chỉ nhà vườn em là Tân Khánh Trung, lớp giò Đồng Tháp. Số điện thoại như số Zalo của em là 0907426576. Thì clip hôm nay cũng rất mong được sự ủng hộ của quý chú anh chị. Em vô mã đầu tiên cây số 1, cây này ghép nhiều màu ha quý chú anh chị. Tán ngang cây này em đo là 62, chiều cao là 97, hoành em đo vị trí này là hoành 20. Mã số 1 này em xin giao lưu giá là 480.000, em đã bao gồm phí ship cho mình rồi ha. Gồm có cam lửa, ruby tím lửa, trắng lửa, cáo, cáo vàng, hồng lửa, đỏ lửa. Dạ, cây này cũng 5-6 màu ha cô chú anh chị. Rất là nhiều màu. 480.000. Tiếp theo lên mã số 2, tiếp tục làm cây rất nhiều màu nữa. Tán ngang cây này em đo là 58, chiều cao là 98, hoành em đo vị trí này là hoành 14. Mã số 2 này em xin vô luôn mức giá là 460.000 cho mã số 2. Ghép khác tí của anh chị em, gồm có đỏ lửa nè, 1 tím mã lai, 2 trắng mã lai là 3, cáo vàng là 4. Trước mắt 4 màu nha quý cô bác anh chị. Theo lên mã số 3. Ruby tím lửa, đỏ lửa, tím pháp, hồng gân, cam lửa. Tán ngang cây này em đo là 83, chiều cao là 92, hoành năm đây vị trí là hoành 16. Mã số 3 này cũng xin cho luôn giá là 460.000. Cây này cũng vẫn là 5 màu nha quý cô chú 460.000 cho mã số 3. Tiếp thêm lên mã số 4. Cây đỏ Red Pizza. Red Pizza. Cây này dòng này cực kỳ siêu bông nha quý cô chú anh chị. Ngang cây này em đo là 67, chiều cao là 70. Hoành năm đo vị trí này là hoành 11. Mã số 4 này em xin giao lưu với giá là 280.000. Cây này nó bị lỗi ở gốc heo của chú anh chị. Nó bị trầy hồi nhỏ anh chị, hồi khai thác phôi của anh chị em. 280.000 cho mã số 4. Tiếp theo lên mã số 5, một cây cẩm thạch tím siêu hoa. Ngang cây này em đo là 48, chiều cao là 67, hoành năm đây vị trí là hoành 10. Mã số 5 này em xin giao lưu mức giá là 320.000 cho mã số 5, em đã bao gồm phí ship cho mình rồi ha. Tiếp theo lên mã số 6. Tiếp tục lần nữa nhiều màu của anh chị em, gồm có cam lửa, đỏ lửa, ruby tím lửa, hồng lửa, trắng lửa, cáo vàng. Tán ngang cây này em đo là 77, chiều cao là 90, hoành là hoành 15. Mã số 6 này em xin giao luôn mức giá là 460.000 cho mã số 6. 6 màu lửa. Tiếp theo lên mã số 7. Một cây ngũ sắc 5 màu Thái của anh chị em. Màu vàng, màu cam, màu hồng, trắng phất hồng và màu đỏ. Tán ngang cây này em đo là 77, chiều cao là 1m1. Cây sổ búp bức cứng cây à. Hoành là hoành 17. Mã số 7 thì em xin giao lưu mức giá là 480.000 cho mã số 7. Thêm lên mã số 8. Tiếp tục là một cây ngũ sắc luôn ha cô chú anh chị. Tán ngang cây này em đo là 66, chiều cao là 1m2, hoành em đo vị trí là hoành 17. Mã số 8 này cũng xin giao lưu với giá là 500.000 cho mã số 8. Phơm tàn gơm, ngũ sắc Thái của anh chị em. Tiếp theo lên mã số 9. Cây tím siêu bông mini. Ngang cây này em đo là 47, chiều cao là 62, hoành là hoành 10. Mã số 9 này em xin giao lưu mức giá là 260.000 cho mã số 9. Tiếp theo lên mã số 10. Đỏ lửa, ruby tím lửa, cáo vàng, trắng lửa,
tán ngang cây nệm đó là 69. Chiều cao là 80. Hồng lửa đó quý anh chị em. Hoành năm đo vị trí là hoành 16. Mã số 10 này em xin giao luôn mức giá là 480.000. Tất cả đơn hàng đã bao phí ship hết cho mình rồi ha. 5 màu. Tiếp theo lên mã 11. Một cây hồng gân. Cây một cốt rất đẹp quý anh chị em. Tán ngang cây này em đo là 90. Chiều cao là 1m15. Hoành năm đo vị trí này là hoành 20. Mã 11 này em xin giao lưu với mức giá là 400.000 ha của chú anh chị. Cây này nó bị lỗi ha. Nó bị lỗi ở cái củ. Nó bị dập da phần này nè. Tróc già quý anh chị. Dạ. Tiếp theo lên mã 12. Một cây Mỹ 5 màu quý anh chị em. Củ đế đặc ha. Tán ngang cây này em đo là 60. Chiều cao là 67. Hoành là hoành 26 ha cô chú anh chị. Mã 12 này em xin giao luôn mức giá là 480.000. 480.000 cho mã 12. Cái thân chỗ này nó bị quá đá quý cô chú anh chị. Quá đá làm sao hả cô chú anh chị? Cây này thì gồm có Mỹ vàng quý anh chị em, Mỹ cam là 2, Mỹ tím rin là 3, Mỹ trắng là 4, Mỹ đỏ đuôi cáo là 5 quý anh chị em. Mâm xôi. Thêm lên mã 13. Cây này trắng lửa đang phun rực rỡ, cam lửa, ruby tím lửa. Ngang cây này em đo là 82. Chiều cao là 83. 4 màu lửa anh chị em, đỏ lửa nữa. Hoành là hoành 20. Mã này em cũng xin giao lưu với mức giá là 400.000. Cái củ nó bị lỗi ha cô chú anh chị, nhưng mà nó không sao. Lên cho mình mã 14. Ruby tím lửa, đỏ lửa, cam lửa, trắng mã lai, hồng gân. Ngang cây này em đo là 52. Cáo vàng. Chiều cao là 77. 6 màu. Hoành là hoành 17. Mã 14 này em xin giao luôn giá là 460.000. 460.000 cho mã 14. Tiếp theo lên mã 15. Một cây mã lai tím. Cây một cốt à. Dòng này cánh hoa rất là to quý cô bác anh chị. Tán ngang cây này em đo là 80. Chiều cao là 1m1. Hoành em đo vị trí này là hoành 12. Mã 15 này em xin giao lưu mức giá là 380.000. 380.000 cho mã 15 cây mã lại tím. Tiếp theo lên mã 16. Cây ghép hai màu, hồng tiết và trắng tiết. Độ sai hoa của anh chị em mình thấy rồi biết rồi ha. Tán ngang cây này em đo là 70. Chiều cao là 1m02. Hoành là hoành 14. Mã 16 này em xin giao luôn mức giá là 380.000. 380.000 cho mã 16. Tiếp theo lên mã 17. Một cây tím bướm. Phun bông rực rỡ. Tàn giòn quay của anh chị em. Tán ngang cây này em đo là 69. Chiều cao là 83. Hoành là hoành 12. Mã 17 này em xin giao lưu mức giá là 430.000. 430.000 cho mã 17 cây tím bướm. Tiếp thêm lên mã 18. Cây lửa nhiều màu quý anh chị em, gồm có trắng lửa, ruby tím lửa, cam lửa, đỏ lửa, hồng lửa, đuôi cáo vàng. Tán ngang cây này em đo là 79. Chiều cao là 96. 6 màu. Hoành là hoành 19. Mã số 18 này em xin giao lưu với giá là 500.000. Đây, cáo vàng lên bông rồi quý anh chị em. Nhìn rất là ngọt ha. Màu vàng chanh. 500.000 cho mã 18. Em đã bao phí ship luôn rồi ha. Tiếp theo lên mã 19. Một cây Mỹ 5 màu. Tàn tròn mâm xôi. Cây này size lớn quý anh chị em. Tán ngang cây này em đo là 63. Chiều cao cũng 63. Hoành là hoành 18.
Mã 19 này em xin giao lưu mức giá là 650.000. Cũng vẫn đủ màu nha quý anh chị em. Mỹ tím rin, mỹ đỏ đuôi cáo, mỹ trắng, mỹ vàng và mỹ cam. Tiếp theo lên mã 20. Một cây trắng mã lai. Cây một cốt hai màu. Trắng mã lai và tím mã lai. Vàng tròn. Quá ngang cây này em đo là 83. Chiều cao là 1m18. Hoành là hoành 20. Mã 20 này em xin giao lưu mức giá là 450.000. 450.000 cho mã 20. Tiếp thêm lên mã 21. Tiếp tục là một cây Mỹ 5 màu. Ngang cây này em đo là 60. Chiều cao là 75. Hoành em đo vị trí này là hoành 14. Mã 21 này em xin giao lưu mức giá là 480.000. 480.000 cho mã 21, một cây Mỹ 5 màu. Tiếp thêm lên mã 22. Một cây trắng mã lai của anh chị em. Trắng học trò ha, trắng tuổi học trò. Tán ngang cây này em đo là 75. Chiều cao là 90. Hoành là hoành 11. Mã 22 này em xin giao lưu giá là 360.000. 360.000 cho mã 22. Trắng tinh khiết của anh chị em. Tiếp theo lên mã 23, một cây tím pháp. Tím pháp lá cẩm thạch vàng. Tán ngang cây này em đo là 38. Chiều cao là 84. Hoành là hoành 12. Mã 23 này em xin giao lưu mức giá là 360.000. 360.000 cho mã 23. Tiếp thêm lên mã 24. Tiếp tục vẫn là Mỹ 5 màu mâm xôi của anh chị em. Tán ngang cây này em đo là 54. Chiều cao là 59. Hoành là hoành 19. Mã 24 này em xin giao lưu mức giá là 400.000. Cái này bị lỡ cái thân luôn ha cô chú anh chị. Nó không ảnh hưởng quý anh chị, không qua đá rồi. Dạ. Tiếp theo em lên mã 25. Một cây lửa nhiều màu quý anh chị em. Tán ngang cây này em đo là 63. Chiều cao là 1m. Hoành em đo vị trí này là hoành 22. Mã 25 này em xin giao luôn mức giá là 500.000. Đế nồm ha. Cây này gồm có trắng lửa, đỏ lửa, cam lửa, ruby tím lửa, cáo vàng quý anh chị em. Dạ. Thêm lên mã 26. Một cây hồng gân. Cây này rất là VIP quý anh chị em, một cốt ha. Nguyên một cái đồi đế đặt ha. Tán ngang cây này em đo là 90. Chiều cao là 1m19. Hoành là hoành 16. Mã 26 này em xin giao lưu với mức giá là 450.000. Cây này cũng bị lỗi nữa ha của chú anh chị. Nó bị lỗi ngay cái gốc. Thêm lên mã 27. Một cây mã lai trắng của anh chị em. Một cốt. Tán ngang cây này em đo là 78. Chiều cao là 1m1. Hoành là hoành 16. Mã 27 này em xin giao lưu giá là 380.000. 380.000 cho mã 27. Cuối clip em lên cho mình mã 28. Là một cây Mỹ mâm xôi 5 màu anh chị em. Ngang cây này em đo là 49. Chiều cao là 65. Hoành là hoành 20. Mã 28 này em cũng xin giao lưu giá là 400.000. Cây này cũng bị lỗi ngay gốc này ha. Trầy nhẹo anh chị. Dạ. Mã 28 cũng là mã cuối clip hôm nay của em ha. Cuối clip em cảm ơn Thái, cảm ơn quý chú anh chị đã yêu thương tin tưởng những clip vừa qua của em. Hẹn gặp lại quý chú anh chị vào những clip tiếp theo của em ha. Rồi, xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại anh chị em vào clip tiếp theo nha, phần em mi nha.